Thưa quý vị, trong đêm qua, vùng xoáy thấp trên khu vực phía bắc của Biển Đông tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và cường độ có xu hướng mạnh hơn. Xoắn mây của nó cũng đã rõ ràng hơn. Trong ngày hôm nay, nó sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và là áp thấp nhiệt đới đầu tiên của mùa bão lũ năm nay. Đến chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông. Cường độ mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và tiếp tục mạnh hơn. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét khiến biển động. Từ chiều và tối nay, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét khiến biển động. Vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Không chỉ gây thời tiết xấu trên biển, quá trình mạnh lên của vùng xoáy thấp khiến cho rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh hơn, trở thành một giải hội tụ nhiệt đới. Do vậy, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhưng tập trung ở khu vực vùng núi phía Bắc. Nhưng từ chiều và tối nay, miền Bắc tăng mưa đáng kể. Vùng mưa vừa mưa to không chỉ xảy ra ở vùng núi mà sẽ còn mở rộng hơn xuống cả Trung du và đồng bằng. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trong khoảng từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Những cơn mưa sẽ giúp cho nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm đi đáng kể. Trưa chiều nay, nhiệt độ hầu khắp các nơi đều dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có nơi thấp hơn. Với các tỉnh miền Trung, hôm nay nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng suốt từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên nhưng cường độ không quá gắt. Dự báo mức nhiệt cao nhất ở Trung Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Dự báo với đà suy giảm của vùng áp thấp phía Tây, từ ngày mai 30 tháng 6, nắng nóng sẽ giảm dần, khả năng cao sẽ chấm dứt ở khu vực Bắc Trung Bộ. Lưu ý trong chiều và tối nay, ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Ninh Thuận có thể xuất hiện mưa rông cục bộ. Nguy cơ cao kèm theo rông sét và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang tiếp tục mạnh dần lên. Dự báo đến chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và rông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam sẽ giảm nhẹ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ, mức nhiệt từ 31 đến 33 độ.